Đến với cái video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Auto Company Tech View trong Android UI BitCat. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xử lý về phần của file XML. Bây giờ thì mình sẽ phóng to cái màn hình hiển thị của Android này lên. Thì đối với Auto Company Tech View, chúng ta sẽ gọi tên trong XML ra. Đây là Auto Company Tech View. Đây là layout width, tức là bề rộng mình sẽ để map parent cho nó bao hết toàn bộ. Và layout page ở đây mình sẽ để map parent luôn. Và đóng cái thẻ này lại. Nhưng mà map parent thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bao hết tất cả chiều cao cho đến chiều rộng. Thì đối với Auto Company Tech View này mình sẽ để Wrap Content thay vì map parent lúc nãy mình nói. Wrap Content. Đây, và sau đó thì mình gắn cho ID của nó là Android ID là Auto CMD. Và sau đó mình sẽ gọi thằng layout map tree ở đây là để cho nó cách 20dp chẳng hạn. Thông thường đối với canary hay là tứ thì nó thông thường việc DP và FP nó khác nhau. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng FP cho việc tách văn bản, còn layout mapping chúng ta sẽ dùng DP nhiều hơn trong lập trình Android. Và mình sẽ sử dụng padding ở đây là 15 nhé, 15 DP để cho nó thụt lên một chút. Và trong lập trình Android chúng ta sẽ có thuộc tính là hint để dòng tứ gọi tên ra, tức là mời bạn tìm kiếm này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng tag, văn bản là tag color đúng không? Tag color cho nó. Mình để là thăng không không không. Mỗi đỉnh của nó là màu đen. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái gọi tên cái thẻ này ra, tức là gọi tên thẻ tag view này ra. Vì chúng ta sử dụng Auto Company Tag View mà, nên mình sẽ gọi là Tag View. Và layout width đây mình sẽ để ở map parent, layout height ở đây mình sẽ để ở wrap content, đóng thẻ lại. Và layout margin left ở đây mình sẽ để ở 20dp đúng không, tức là cách bên trái 20dp, gọi là layout margin left là 20dp chẳng hạn. Và mình quen set cái thuộc tính của line layout này, tức là orientation ở đây thì nó sẽ là orientation để cho nó hiển thị lên là vertical theo chiều dọc nhé. Horizontal là chiều ngang, còn vertical là chiều dọc. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được tag view bên đây này. Bắt buộc phải có orientation, tức là set chiều cho line layout là của cái thằng là mặc định ảnh tù này, để cho nó mới hiển thị được. Nếu các bạn set theo horizontal tức là chiều ngang, nó sẽ không nhìn thấy được. Bắt buộc là phải chiều dọc nhé. Và thằng này mình cũng gắn ID cho nó luôn, để lúc nào chúng ta set bên cái file Java thì lúc nào có thể sử dụng nó ở cái tính năng là txt chẳng hạn. Tag gì? Tag auto chẳng hạn. Layout margin right đây mình cũng căn đều cho nó, vì layout margin left là 20 thì layout margin right tức là chiều phải của nó phải để 20 cho nó cân. Layout margin right cũng là 20dp cho nó cân này. Đấy, các bạn thấy chưa, bên trên màn hình hiển thị các bạn sẽ được nó cân nhau. Thằng này cũng là 20dp nhưng mà thằng này là layout margin 20dp. Nếu chúng ta sử dụng layout margin 20dp thì chúng ta phải thêm cái thuộc tính là layout margin top là khoảng 25dp cho nó cách ra như này, giãn dòng như thế này. Nhưng mà đây mình không sử dụng layout margin vì nó rất là dài dòng. Và sau khi mà set xong được ở bên phía này thì chúng ta sẽ set tính năng bên file Java nhé. Nhờ chọn main activity của Java ra. Sau đó mình sẽ dùng khai báo này. Khai báo các thẻ ở bên XML. Bên file XML. Rồi. Bên file XML thì chúng ta sẽ có là Auto Complete Tech View đúng không? Auto Complete Tag View này. Auto Complete Tag View đây rồi. Và mình đặt tên mới cho nó là Auto Complete Tag View 1 này. Và bên kia cũng có là Tag View. Tag View. Tag View ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó là Tag View 1 chẳng hạn này. Và sau đó chúng ta sẽ ánh xạ cái phần override này. Ánh xạ hay là phần code chẳng hạn. Ánh xạ với code. Rồi. Bắt buộc chúng ta cũng phải set thằng này, gọi tên cái thằng vừa đặt tên ở bên file này đi. Tức là Auto Complete Tag View ở đây là Auto Complete Tag View 1 ở đây chính là bằng cái thẻ là Auto Complete Tag View. Rồi, file view by ID. File view by ID L.id. Chấm cái thằng ID của bên XML ở đây là bằng gì? ID Auto CMD. Auto CMD ở đây. Rồi, sau đó là kết thúc còn lại, chúng ta có dấu chấm phẩy nhé. Và Tag View 1 ở đây chẳng hạn.
cũng là bằng thằng tech view file UI theo chấm ai chấm gì tt mình nhớ là tt đúng tt auto để xem có đúng không tt auto rồi đúng phải rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng set cái tính năng ở đây. À, đối với việc auto quản lý tech view chúng ta bắt buộc phải có đầu vào luôn. Đầu vào thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính string là chuỗi để gọi tên mạng string này ra. Và đối với mạng lọc nhiều dòng văn bản thì chúng ta sẽ dùng mạng. Mạng ở đây thì chúng ta sẽ để là tên chẳng hạn. Tên ES hay là tên danh sách. Chính là bằng chính bằng một cái dòng chữ bắt đầu từ A đến Z chẳng hạn. Đây mình sử dụng A trong là trong any chẳng hạn. Rồi. Any nhưng mà trong này phải có dấu một kép đúng không? Trong any. Rồi. Chấm phẩy này, một kép này. B trong là bút chẳng hạn. Bút. Rồi. Rồi. C trong gì? C trong là từ cô chẳng hạn. A B C D là D trong là từ gì nhỉ? Chúng chẳng hạn, tên chúng chẳng hạn. Rồi. A B C D A chẳng hạn, A trong là gì? Input chẳng hạn. A trong input này. Rồi là D trong E này, E trong M này. Rồi là F này, F chẳng hạn trong là Flat chẳng hạn. Rồi là G, G thì trong là Vu chẳng hạn. H thì là trong là Hoa chẳng hạn, tên Hoa chẳng hạn. G trong là Zero chẳng hạn. Rồi là K trong là contact chẳng hạn. Contact mình đặt là K contact mà dùng xanh cạnh mà còn vẫn có từ K này. L là thằng là gì? Mình đặt thằng luôn luôn đi. M thì là muốn chẳng hạn. Muốn thì bạn mình không biết dấu nữa bạn. Mình sử dụng không biết dấu để cho nó dễ hiểu thôi. N trong là nu chẳng hạn. Rồi là O thì mình đặt là O chẳng hạn. Rồi là thằng là mình cách như này cho nó dễ đọc nhé. O chẳng hạn. O thì ở đây là rồi thêm là một chữ là P chẳng hạn, P đóng phở chẳng hạn, Q đóng quân chẳng hạn, L thì rút chẳng hạn, T thì chúng ta sẽ có là tôi chẳng hạn, W thì chúng ta sẽ có là right chẳng hạn. Xem chẳng hạn. Bị dài chúng ta sẽ có là yêu chẳng hạn. Rồi Z chúng ta sẽ để là trông chẳng hạn. Rồi lúc này chúng ta đã có được mạng của chuỗi rồi. Mạng chuỗi tên là tan đúng không? Tan DX. Rồi. Và lúc này chúng ta cũng viết ánh sáng cho nó luôn. Tan D chẳng hạn. Tan D tên đây của nó là tên đây đây thì nó sẽ bằng là string nữa. Tên đây đó, ở đây chúng ta sẽ bằng là mạng string. String builder đúng không? Rồi.
tên này bắt buộc là phải để bằng đường sau. Nó sẽ bằng tên ES. Rồi sau đó là nó sẽ bằng new, gọi thằng mới đó ra. Và string. String builder đúng không? String builder. Rồi. Và sau đó chúng ta sẽ gọi thằng edit tag đúng không? Ở bên này. Edit tag chúng ta sẽ có là edit tag edit tag. Edit tag chẳng hạn. Chúng ta không khai báo bên này nên là nó báo lỗi. Nên là chúng ta sẽ bắt buộc phải lấy cái thằng tên là TNDS của string builder này để xem nó ra. TNDS. Rồi. Chấm gì? Chấm gì append đúng không? Và ở đây thì chúng ta sẽ gọi nó là gì? Input, input value. Input value. Sau đó là chạm up tiếp luôn để cho nó check. Và shift n để nó xuống dòng. Shift n. Chấm phẩy này. Mà lúc này chúng ta sẽ là sử dụng bộ lọc for. For string đúng không? For string ở đây chúng ta sẽ chỉ là value. Hai chấm đây thì ở đây chúng ta sẽ có là một cái thằng bên kia ở đây đặt tên của nó là gì? Một cái thằng tên tên ES chẳng hạn. Do là TNDS này trùng với string builder và nó cũng trùng với string builder ở trong này. Nên mà mình sẽ đổi là TNDS 1 này. TNDS 1 này. Rồi sau là thằng TNDS này mới đúng là thằng string. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái thằng TNDS này để cho cái vòng lặp này chạy. Chúng ta gọi TNDS. Chấm gì? Chấm append value nữa. Đây là thông báo lỗi, tức là không hiểu cái tính method trong Java là string không? Đừng xem cái lỗi này đâu, nên nó không chạy được. Thằng này tức là mình để ở tên đi F1. Và thằng này mình cũng để là TNDS, tức là có vấn đề thằng TNDS này rồi. À tức là
tên DS này ở đây mình chờ bán với thằng nào tên DS 1 nha, mình thiếu ở số 1 đây. Trên vui đâu khó chơi để xem ơi, cho chúng ta biết ra có bị lỗi nào nha. À, tức là mình vừa ấn đến cái chỗ này nó báo là thiếu một chỗ chấm phẩy luôn. Nên nhiều cái vết code mình chúng ta phải để ý những cái dấu chấm phẩy sau cùng. Bây giờ mình chạy lại. Rồi, chương trình đang được cắt trên máy Samsung D6 của mình này. Mình thích chạy máy thật thường máy ảo nha. Chạy máy ảo trên máy tính của mình thì nó rất là lag, nên mình chạy lên cái máy thật thì nó tốn cái thời gian mình chắc hơn. Ok,
quên, nó ít cái thời gian mình cái chương trình mình rồi. Chứ mà mình sẽ bật cái giao diện bên anh em này ra. Đây, thì lúc này đây là màn hình điện thoại Samsung 6 mình, nó cũng y nguyên như bên phần giao diện layout. Thì mình sẽ tìm kiếm một cái thằng A chẳng hạn. A thì nó báo là Annie, đó, Annie. Và B thì nó báo là Book, có từ Book luôn. Và ấn từ C thì nó có cô này. Mà D thì nó có giống này. Đấy. Rồi Y thì có là Input này. Và M thì mình có là M luôn này. Và F thì mình có là Flat này. Và G thì mình có là Go này. Và H thì mình có là Hoa luôn. G thì mình có là Zero này. Và K thì mình có là Contact này. Và L thì mình có là Loom này. Và M thì mình có là Muốn này. Và N thì mình có là Nữ này. Rồi là O thì mình có là On này. F thì có là phố này, F chẳng hạn. Q thì mình có là quân. Tương tự như là R mình có là Rook. T mình có là tôi này. W mình có là Why. X mình có là Sam này. Rồi là Y chẳng hạn thì mình có là Yêu luôn. Và Z thì mình có là Do. Ok. Vậy là chương trình của chúng ta trong bài tìm hiểu về Auto Company Tech View này đã thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.